Và kính thưa quý vị, sau đây là những bản tin cuối. Thiếu niên ở New York tử nạn vì chạy theo trào lưu TikTok. Hai thiếu niên 14 tuổi ở thành phố New York trong lúc cố gắng bắt chước trào lưu lướt tàu điện ngầm trên TikTok đã treo lên nóc tàu và bị rớt xuống khi tàu đi vào đường hầm, dẫn đến một người chết và một người bị thương nặng. Theo ABC News đưa tin Hai cậu bé, Williamson Garcia và Brian Craspo, vừa làm lễ tốt nghiệp cấp 2 chỉ một hôm trước khi tai nạn xảy ra, theo cha của Williamson cho biết. Trong vài tháng gần đây, trào lưu lướt tàu điện ngầm này đã dẫn đến nhiều tai nạn chết người ở New York. Một thiếu niên 15 tuổi đã tử vong trong hoàn cảnh tương tự Williamson và Brian vào hôm tháng 2 sau khi té xuống giữa hai toa tàu điện ngầm chạy song song nhau. Thị trưởng New York Eric Adams đã kêu gọi TikTok cấm và gỡ bỏ những video liên quan đến trào lưu thu hút hàng triệu view này. Ông nói hậu quả của mạng xã hội và những nội dung online gây nghiện là bi thảm và thật sự. TikTok cho biết họ đang tích cực đối phó và gỡ bỏ các video về trào lưu này khỏi nền tảng của họ, cũng như gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè các nạn nhân. Xe tông chết một người đàn ông vô gia cư ở Garden Grove, Nhà chức trách cho biết một người đàn ông vô gia cư ở độ tuổi 40 đang đi bộ bị một chiếc xe tông chết vào sáng ngày chủ nhật ngày 25 tháng 6 tại Garden Grove, California, theo trang tin mynewsla.com cho hay. Nữ tài xế lái chiếc xe pickup truck bị thương ở đầu và chân trước khi mà chiếc xe đâm vào một gốc cây. Ông Lino Santana thuộc sở cảnh sát của Garden Grove cho biết, nữ tài xế là người duy nhất trong xe. Cảnh sát có mặt tại hiện trường vào khoảng 11 giờ 10 phút sáng tại đường Chapman Avenue và đường Nelson Street. Báo cáo rằng là nữ tài xế bị mắc kẹt bên trong chiếc xe và cuối cùng đã được nhân viên cấp cứu đưa ra ngoài. Cảnh sát Santana nói, một người đàn ông nằm sóng xoài cách chỗ xe đụng vào thân cây khoảng 75 yard về phía đông, ở góc đông nam của đường Chapman Avenue và Diane Street. Người đàn ông được xác nhận là đã chết tại hiện trường. Tình trạng thương tích rõ ràng của người tài xế hiện nay vẫn chưa được tiết lộ. Rượu và ma túy được cho là một yếu tố gây ra tai nạn, tuy nhiên thì sẽ phải chờ có kết quả từ phòng thí nghiệm, cảnh sát viên Santana đã nói. Nội vụ đang trong vòng điều tra. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Cô gái bị biến dạng môi vì lời mời tin filler miễn phí. Một video đang gây bão mạng xã hội TikTok về câu chuyện của Jessica Kelly Burko, 28 tuổi, đã rất vui mừng khi giành được phần quà trên Instagram. Đó là một lần tiêm chất làm đầy, tức filler miễn phí, ở vùng môi tại một cơ sở làm đẹp. Thế nhưng sự vui vẻ đó không kéo dài lâu. Theo New York Post, thay vì nhận được một đôi môi căng mọng hấp dẫn, cô gái này phải chịu đau đớn khi môi của cô sưng to gấp đôi kích thước thông thường. Tôi đã đi bơm môi vào ngày hôm qua và một điều tồi tệ đã xảy ra, cô nói, kèm theo những bức ảnh cho thấy người phụ nữ đang nằm tại phòng khám với đầy kem gây tê trên môi trước khi được tiêm filler. Bơ cô cho biết không lạ gì với thủ thuật tiêm chất làm đầy bởi cô từng thực hiện vài lần trước đây. Tuy nhiên, trong vòng một năm trước khi đến buổi làm đẹp miễn phí này, người phụ nữ khẳng định không thực hiện bất kỳ thủ thuật thẩm mỹ nào, từ đó loại bỏ được một số trường hợp, chẳng hạn việc cô tiêm quá nhiều. Theo bơ cô quan sát, vì bác sĩ đã thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình tiêm filler cho môi. Thế nhưng ngay sau khi ông rút ống tiêm, đôi môi của cô bắt đầu sưng lên. Tới khi rời khỏi cơ sở thẩm mỹ và bước về phía xa hơi, bậc cô cảm thấy rõ ràng đôi môi của mình không bình thường và liền quay lại gặp bác sĩ. Người này đã kê cho cô một loại kem steroid, nhưng thật không may loại kem bôi này vô tác dụng ở trường hợp của bơ cô. cô vội vàng đến một cơ sở làm đẹp để làm tan filler. Thủ thuật thành công đã giúp đôi môi và gương mặt của cô giảm sưng nhanh chóng. Một tuần sau, cô hoàn toàn bình phục. Bờ cô đã quay clip và chia sẻ trải nghiệm trước và sau khi thẩm mỹ trên mạng xã hội, đồng thời cảnh báo mọi người hãy cảnh giác trước những lời chào mời làm đẹp miễn phí. Vâng, kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức của Sài Gòn TV. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chúc quý vị có một ngày thật vui và bình an. Xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.